đưa cũng khoảng cách để cho người ta nhìn thấy, đưa sát vô mặt. Nhỏ này thiệt à. Tôi mua đồ về tôi đãi chị Năm mà chị Năm còn la tôi nữa. Mọi người khúc hay nằm ngay đẳng cấp đấy, bà đừng có tua nhanh nha. Không biết ở đây có ai mê lạp xưởng trứng muối cho tôi không ta. Trời ơi, em đã đặt lạp xưởng vào hồ lô ở bên thằng Mặt Phút. Chừng khoảng chừng là 2 giây em Loan ơi. Từ nay đừng gọi mẹ mình là Má Năm, hãy gọi mẹ mình là Cao Loan ơi. Xin Loan hãy nói một lời. Mai Loan đi rồi, Loan còn yêu lắm không? Tăng 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 tăng. Đây là lạp xưởng tươi siêu nạc. Một người thì đứng chiên, một người thì đứng quay. Còn con này nó phục vụ văn nghệ để hỏi được ăn lạp xưởng thay ghé. Mẹ mình nói là lạp xưởng trước khi mà mình chiên thì mình sẽ đem đi chiên nước. Trong thời gian đó thì mình sẽ đem trứng gà. Trứng gà sai bự. Ngon dữ hả con? Chịu chưa? Bự quá nè ha. Đó thì mẹ thấy cái trứng gà nào bự như cái trứng gà này chưa? Ơ này chưa? Ơ trứng gà. Trời ơi là đó là lý do mà tại sao khúc đầu mẹ tôi la tôi đó. Mọi người cầm có nhiều đó mà cầm cũng xong. Trời ơi bên trứng gà này vừa to vừa mập lại là trứng gà gút xương nha. Ơi lạp xưởng ngon quá. Thơm nức nhà luôn nha. Đúng là lạp xưởng trứng muối ngon lắm luôn. Thơm nữa. Ngon thật sự luôn. Đúng rồi, Tết này là nhất định phải mua đem biếu cho mấy dì. Tuy là nó lạp xưởng siêu nạc nhưng mà bên trong vẫn có tí xíu mỡ nha mọi người. Ăn không hề bị ngấy mà rất là béo thơm ngon. Ăn này luôn đi hả con? Ngon. Trời ơi, cái này á mà hả Tết tới con để thịt luộc ăn với dưa mắm là rất là ngon luôn. Yeah. Ngán thịt mỡ là ăn cái này là ngon luôn đó.